chào tất cả mọi người. Chào một ngày mới nha mọi người. Thì tiếp tục hành trình khám phá thành phố Adelaide. Thì hôm nay kế hoạch của nhà mình là sẽ buổi sáng này nhà mình sẽ đi tới một cái địa điểm bán đồ hải sản đó mọi người, và ghé qua cái con đường tên là Hanson Road ở thành phố Adelaide này, cũng có một ít những cái shop của người Việt mình đó để kiếm đồ gì ăn sáng. Thì bây giờ để bắt đầu một ngày thì bắt đầu nhà mình sẽ đi tới cái tiệm bán đồ hải sản trước nha mọi người. Bây giờ mời mọi người cùng đi với TJ Family nha. Đây nhà mình vừa mới lái xe tới được cái chỗ bán đồ biển nha mọi người. Cái chỗ này có tên là The Fish Factory. Cái chỗ này là bán đồ biển thấy lớn nhất ở thành phố Adelaide này rồi đó. Mình ở đây rất là rộng mọi người ơi. Ở đây có một nguyên cái car park to nè. Bây giờ nhà mình đi vào coi thử người ta bán có những cái đồ biển gì nha mọi người. Ở đây người ta mở cửa nè, từ thứ hai tới thứ bảy, từ 8 giờ sáng tới 5 giờ rưỡi chiều. Chủ nhật thì đóng cửa. Nhà mình đi tới đâu thì cũng thích kiếm đồ hải sản để ăn thôi. Nhà mình tới cái tiệm bán đồ biển đó mọi người. Đây là bán tôm nè. Cái này size jumbo là 66 đồng rưỡi ký. 1 ký cho 66 đồng rưỡi. Cái này tôm hùm. Tôm hùm người ta nấu chín là 95 đồng rưỡi ký. Cái này size nhỏ thì 79 đồng 50 cent. Đây người ta cũng có đủ các thứ đồ biển đó mọi người. Đây có tôm hùm sống nữa nè. Đây tôm hùm dưới 1 kg mà người ta nấu cho mình là 85 đồng 1 kg. Trên tôm hùm trên 1 kg thì 95 đồng 1 kg. Cá cũng rộng lắm. Bên này là đồ đông lạnh. Thấy tôm là to nhất mọi người. Thank you. Nhà mình mua thử ít tôm về ăn thử như thế nào. Mua tôm nấu mà người ta chưa nấu ra các bạn. Nhà mình đang chạy trên cái con đường Hanson Road này các bạn này. Thì khu người Việt ở đây thì mình thấy là không có nằm chung vào một khu như ở Cambabatta hay ở Bangtown ở Sydney, mà sẽ nằm một nằm trên cái con đường này đó, có những cái dãy shop bán nằm rải rác. Mà bây giờ còn sớm, mà 9 rưỡi thì cũng có những shop chưa có mở cửa các bạn. Đây này, ví dụ bên này này đó, thực phẩm Mã Châu nè.
này thì mình thấy còn đóng cửa. Ở đây thấy nó không có xôm tủ như ở Sydney. Sydney á, xuống khắp Ramata là giờ nó không đông. Xuống thăm âm ở Sydney mà đi xuống thăm vùng người Việt mình ấy, đây là thực phẩm Á Châu các bạn này, Trường Hưng này. Đó, mà giờ này cũng thấy chưa mở cửa. Sydney cực khổ đây này. Đấy, đại phát luxury. Giờ này cũng chưa thấy mở cửa, hay là mấy ngày nay ở ngày lễ. Ngày lễ mà ở đây người ta chắc người ta mở cửa trễ. Chắc ngày lễ nên chỗ đóng chỗ mở nên nhìn nó chưa có. Dạ, chỗ đóng chỗ mở nhìn nó chưa có đông đúc. Nhưng mà ở Sydney các bạn ạ, càng những cái ngày lễ thì vùng người Việt mình càng đông. Yeah. Đó, dân người ta đổ về đấy, người ta mua đồ ăn rồi những dân Ramata ở đâu mà vắng chứ còn trong Ramata không bao giờ vắng. Đấy, phở Antrim Chami tiệm phở chuẩn phát thực phẩm Á Châu đó, có thấy thấy tiệm thực phẩm Á Châu đó mở cửa này. Chỗ trong này thấy bán bánh mì này. Tiệm thực phẩm Á Châu sốt trái cây này thì giờ sáng là người ta đã mở cửa các bạn ạ. Bánh mì chả Phú Dương. Tiệm trái cây. Mình sẽ vô đây coi. Mình cầm này. Bây giờ mình ghé vào cái shop trái cây này, người ta bán gì là mình đây. Shop trái cây thấy hình ở ngoài nào là sầu riêng nè, xoài nè, mít nè, chôm chôm nè, chuối nè, cherry nè, toàn thấy trái cây ngon không mà không biết nghe nào. Chả Phú Sương. Bánh mì chả nè. Bánh mì thịt. Bánh bao. Chả nữa. Chả chiên là nhìn ngon lắm mọi người. Rất là nhiều ở đây. Đây có những cái tô mì, tô bún người ta làm sẵn này. Mua về, mua người ta cho mình hộp nước ăn.
phía bên kia có phở Bà Rịa, có tiệm thuốc tây của người Việt. Ở trên cái con đường mà Hanson Road này mọi người, mình không biết cái vùng này vùng gì á, cứ chạy dọc theo cái con đường này là cũng có rất là nhiều cái shop thực phẩm Á Châu của người Việt mình, là xong rồi shop bán trái cây, một xong rồi shop đồ ăn, tiệm phở, tiệm bánh mì. Cái này là hình như ghi thấy cái bảng hiệu ở đây là Hanson Road, Woodville Garden. Vùng này chắc là vùng Woodville Garden mọi người. Cây wow, có trái vải to chưa nè, trái vải bự chưa, trái vải này bự chưa? Phú Sương các bạn này. Ai ở Adelaide nghe Phú Sương chắc anh chắc biết. Chắc người ta biết. Mình tới thấy lạ lạ các bạn. Chả chiên. Tại Sydney người ta làm tròn tròn. Cái này chả lụa. Mua bánh bao, mua bánh mì thịt. Mua thử mỗi thứ một chút đấy, ăn có ngon không các bạn? Bữa sau cái chị bán bánh mì ở đây, chị kêu là ở Sydney bán rẻ hơn ở đây á. Ừ, bán Sydney rẻ hơn. Không phải chị nói là có cái chú bỏ mì thịt ở đây bán bao nhiêu? Em không biết mà mua nhiêu đây, 40 mấy đồng. Bà ăn đi. Bây giờ ăn sáng xong rồi. Nè, ăn thì ăn bánh mì thịt. Xã mình đi đâu cũng ăn bánh mì thịt nha các bạn. Nhân cái gì? Mình không thích ăn bánh mì thịt mấy, nó ăn nó khô chả. Nên chả thôi. Nem chả. Nhà mình vừa mới đi dạo một vòng ở cái con đường Hanson Road ở khu người Việt mình đó mọi người. Thì đi vòng vòng rồi mua đồ ăn sáng, rồi ăn sáng ở đó xong rồi bây giờ nhà mình được một người bạn ở Adelaide dẫn đi leo núi mọi người ơi. Thì đi lên cái ngọn núi này là mình có thể nhìn xuống và thấy toàn cảnh thành phố Adelaide luôn á. Thì đi trên núi này nhìn ngắm cảnh rất là đẹp. Cái chỗ này thì chắc là những cái người ai mà ở Adelaide thì người ta mới biết cái ngọn núi, cái chỗ này để mà mình đi bộ chứ. Còn dân du lịch thì chắc là cũng ít người biết tới.
leo từ dưới núi lên. Đây là Mount Lofty. Mount Lofty Summit. Leo lên đây mọi người nắm được cảnh của thành phố Hanoi này. Núi này cao 710 m so với mực nước biển. Mấy hôm rồi nhà mình cũng đi khắp nơi ở thành phố Underlay này rồi mọi người. Đi ăn, đi biển, đi khám phá, ghé thăm những cái nơi là thử rượu vang rồi tắm biển là đủ các thứ. Thì hôm ngày hôm nay nhà mình lại đi tới một cái khu shop có tên là Harbour Town rồi mọi người. Harbour Town Premium Outlet. Cái này là giống như là những bán những cái thương hiệu đồ hiệu nhưng mà cũng giảm giá đó mọi người. Cái này thì nằm kế bên gần bên sân bay của Underlay luôn á. Cứ outlet là những cái shopping outlet là bán những cái đồ hiệu nhưng mà giảm giá rẻ mọi người. Đây có hiệu Mimco nè, cũng đủ các thương hiệu ở đây. Có Oraton, có hiệu Hugo Boss, Coach, Polo. Harbour Town Outlet ở Underlay. Ai đi du lịch Underlay mà thích mua sắm đồ hiệu giá ok thì tới Harbour Town Outlet. Chị đến đây, vào đây coi cho đến đây. Hiệu cốt này, hiệu cốt bây giờ có nhiều mẫu mã đẹp lắm. Hiệu CK, bên này có hiệu Tommy Hilfiger. Hiệu Tommy bây giờ có nhiều mẫu mã đẹp lắm mọi người.
đi xuống xuống kia. Ok, we looking for the food now. Anh nghĩ đi vào trong này luôn chứ đi ra ngoài làm gì cho nắng. Hả? Ra ngoài này á? Ok. Rồi. Linh đồ nè, hiệu chocolate. Ủa đây hết rồi, phải đi băng qua bên kia. Đi ở trong rồi cho nó mát. Muốn ăn cái loại nào? Mấy đứa muốn ăn popcorn loại nào? Popcorn ngon không? Ngọt à? Mới đi vòng đã đói à? Ừ. Nào đó được một vòng. Chiều hôm nay nhà mình lại ghé qua cái bãi biển, một cái bãi biển khác ở thành phố Adelaide này mọi người. Bãi biển này có tên là Henley Beach. Rất là nhìn thấy rất là đông đúc, rất là đẹp nè. Biển này cũng từ trung tâm thành phố Adelaide lái xe ra đây khoảng hai mấy phút đó mọi người ơi, cũng gần. Đây đây là khung cảnh xung quanh bãi biển nè. Ở Adelaide thì cái ngày mùa hè ngày nó dài nên chiều rồi người ta bắt đầu mới đổ đi ra biển, người ta ăn uống vui chơi nè mọi người. Bên kia thấy có cái nhà hàng Việt Nam mình tên là Hoa Hồng Xanh, Blue Rose. Đó, dọc hai bên đường thì là có những cái tiệm bán đồ để đi biển đồ á mọi người. Xa xa kia là những cái căn apartment nè, đối diện nhìn ra biển cũng đẹp á. Ngay đằng trước biển thì có những cái quán, những cái nhà hàng bán fish and chips á. Người dân người ta ngồi ăn uống đông quá.
Đây có nhà hàng Thái nè, Thái Orchid nè. Biển này có tên là Henley Beach nha mọi người nè. Và ở cái khu vực này kêu là Henley Square. Hôm qua thì trời 40 độ, hôm nay thì trời lại lạnh xuống còn có 24-25 độ và gió ra biển nó gió quá. Đây ở biển người ta có cái cầu đi thẳng ra ngoài kia kìa. Bữa nay lạnh lên cũng không có nhiều người tắm biển. Cái biển cũng khá dài nha mọi người, dọc tuốt bên kia. Cá này nè mọi người, những cái loại đây là người ta để cái bảng mà những cái kích thước mà mình được đánh bắt á, từ size tới size bao nhiêu thì mình được bắt, còn không mình phải thả xuống lại á mọi người. Và mọi người được mà câu bao nhiêu con. Giống như con ghẹ này nè, con ghẹ là phải 11 cm. Từ đây tới đây mọi người mới được bắt, một người được 20 con. Một con một cái thuyền thì được 60 con. Ví dụ như vậy, đây có con kêu là giant crab nè. Là phải kích thước phải 15 cm cái chiều này nè, chiều rộng nè. Bào ngư nè, còn bào ngư thì là bề ngang là phải 14.5 cm. Một người được 5 con, một chiếc thuyền thì được 10 con. Yeah. Tôm hùm đó là đây có Southern Rock Lobster nè. Chiều dài của cái đầu người ta đo từ cái đầu thôi mọi người, từ cái đầu này tới đây là có chừng này là phải 9.85 cm. Một người được 4 con, còn ai mà có thuyền thì được bắt 8 con. Yeah. Henley Beach nha mọi người.
á. Ừ, bữa nay gió quá. Mấy nhà hàng này phải book trước đó, mọi người ơi. À, mình muốn vào ăn cái nhà hàng kia mà hỏi book trước không thì nhà mình nói không có book nên cũng không có chỗ. Đây là ngay trước mặt biển, là đây là những cái nhà dân ở mọi người. Nhà này chắc nhiều tiền đó, đắt tiền đó. Bên này là biển này, trước mặt biển. Thì đó là tất cả cho cái video ngày hôm nay mọi người. Thì cái video hôm nay thì chủ yếu là nhà mình muốn chia sẻ với mọi người một vài cái địa điểm mà mọi người nên ghé qua nếu mà mọi người có dịp du lịch ở thành phố Adelaide. Ví dụ như mình đi mua đồ biển thì mua ở cái chỗ The Fish Factory. Rồi mọi người có thể ghé qua con đường Hanson Road, đó là khu có nhiều shop của người Việt mình. Rồi mọi người muốn leo núi thì là ở cái Mount Lofty. Và bãi biển nhà mình đang đi đây là bãi biển Henley Beach nha mọi người. Thì đó là những cái địa điểm mọi người nên ghé qua nha. Và bây giờ nhà mình xin tạm biệt mọi người ở đây nha. Bye bye, bye mọi người.